好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 美丽的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定会来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。Các giới thường hút nhau, điều này mọi người đều hiểu. Tạp chí của đàn ông có thể dùng hình phụ nữ làm ảnh bìa, vậy tại sao tạp chí của phụ nữ lại không thể viết về đàn ông chứ? Ngoài ra, những người trong nghề đều biết, số báo mà Quế Bảo bán chạy nhất chính là số của David Morgan ở trang bìa. Lượng tiêu thụ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Được rồi, vậy chọn ai đây? Tôi đã chọn những người này. Không phải là công tử đẹp trai không bao giờ dế tới được, cũng chẳng phải là đại gia, mà là nhân tài trong các ngành. Trẻ tuổi nè, tài giỏi, có một tiếng tăm nhất định. Quan trọng nhất chính là vẫn chưa có vợ. À, người bên trái kia chính là vị kiến trúc sư vừa đoạt giải thưởng cách đây không lâu, có đúng không? Ừ. Người bên phải nhìn rất là quen. Mặc Sơn, Mặc Sơn. Người đó chính là luật sư Hà, đúng chứ? Đây là luật sư đại diện của Tiêu Tiêu mà. Tên gì quên rồi hả? Luật sư Hà, luật sư Hà. Hà Dĩ Thâm hả? Phải, chính là Hà Dĩ Thâm. Tôi thấy mặc dù trước đây anh ấy từng có chút va chạm với chúng ta, nhưng hình như là cuối cùng vẫn giải hòa được. Nếu như chúng ta có thể phỏng vấn anh ấy, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại trong ngành đó. Chủ biên à, tôi đề nghị đưa Dĩ Thâm vào chuyên mục đầu tiên. Vì gần đây có một vụ án kinh tế lớn với tỷ lệ rủi ro rất cao, nhưng anh ấy đã thắng. Tôi rất ấn tượng. Tôi thì thấy bây giờ tiếng tăm không quan trọng, quan trọng là ngoại hình Dĩ Thâm so với ba người còn lại nổi bật hơn rất nhiều. Lấy hình của anh ấy làm trang bìa sẽ thu hút lượng lớn độc giả nữ. Rất thông minh. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hy vọng là số đầu tiên sẽ là anh ta. Ghê thiệt. Còn chưa hết đâu nha. Tôi cho cậu biết, tiền luật sư Hà kiếm được trong một tiếng nhiều hơn lương một tháng của cậu đó. Mọi người có nhớ phía đại diện của luật sư Hà vụ án lần trước trả anh ta bao nhiêu không? 100.000. Sai rồi. Không lẽ 1 triệu? Nhân với 10 đi. Nhiều vậy? Tôi thấy chuyên mục lần này có vẻ rất hay. Hãy làm thử 4 số đi. Trong số mọi người ai sẽ tham gia đây? Chủ biên à, tôi muốn làm chuyên mục này. Tôi từng tốt nghiệp trường Hoa. Luật sư Hà Dĩ Thâm và kiến trúc sư Khang Gia Niên cũng tốt nghiệp trường Hoa. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có rất nhiều điểm chung. Hơn nữa, dù sao cũng đã từng quen biết nhau. Chắc là họ sẽ chịu hợp tác với tôi hơn. Với lại, tôi và anh Hà Dĩ Thâm lúc còn học chung một trường cũng từng gặp riêng mấy lần rồi. Tổng biên tập Trương, hãy giao chuyên mục này cho em đi chị. Mọi người cũng thừa biết em có hứng thú với đàn ông đẹp trai mà. Chuyên mục này để em làm đi, nhất định sẽ dạt dào cảm xúc. Hơn nữa, tụi em có lợi thế mà không ai có được. Mặc Sên và anh luật sư Hà đó có mối quan hệ rất đặc biệt. Ê, nè, Mặc Sên à, tôi nhớ vì vụ án của Tiêu Tiêu mà hình như cô gặp riêng luật sư Hà mấy lần rồi. Không lẽ ngoài công việc còn có gì khác sao hả? Thôi được, nếu vậy thì việc này tôi sẽ giao không cho. Không được đâu. Tôi không thân với anh ta. Tôi chợt nhớ là có một cuộc hẹn, xin phép đi trước. Nếu vậy thì việc này sẽ do Ước Tình đảm nhận.
Chủ biên, tôi rất có lòng tin, chắc chắn tôi sẽ hẹn được Hà Dĩ Thâm. Chào luật sư Hà. Chào. Được rồi, cô đợi một chút nha. Luật sư Hà tới rồi. Luật sư Hà, có người bên tạp chí Quế Bảo muốn phỏng vấn anh. Không nhận. Tôi xin lỗi nha, hiện giờ luật sư Hà không nhận phỏng vấn. Sao vậy? Không có. Không có gì hết. Tối nay có bữa tiệc xã giao, tôi tới báo cậu một tiếng cho có lệ thôi. Tôi thừa biết, dù sao cậu cũng không đi. Con người của cậu đó không giống cộng sự đối tác gì hết. Cứ có tiệc tùng là cậu liền từ chối không một chút đắn đo. Thiệt là làm khổ cho thân tôi mà. Với ai? Ở đâu? Mấy giờ bắt đầu? Ê, cậu hỏi làm gì? Cậu muốn chở tôi và Hướng Hằng đi à? Tôi sẽ đi cùng với các cậu. Hả? Về bên anh không? Anh không muốn lãng phí thời gian cho chuyện này nữa. Và anh cũng không có hứng muốn làm quen lại từ đầu giống như kinh doanh vậy đó. Cho nên anh chọn em. Triệu Mặc Sơn, em có biết mấy năm nay anh hận em lắm không? Cảm ơn hai vị giám đốc. Được, hợp tác lâu dài nha. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Chúc đôi bên cùng có lợi. Nè Hướng Hằng à, khui thêm chai nữa đi. Giám đốc à, anh đợi một chút nha. Xin mời. Hướng Hằng, cậu mở ra nhanh lên. Được. Để tôi rót cho. Đúng rồi, tự nhiên tôi mời anh. Không sao. Ê, đừng có mời Di Phong. Cậu ấy không uống được. Tôi sẽ uống với anh. Hả? Được. Rót đi. Giám đốc, tôi mời anh một ly được chứ? Dĩ Thâm. Dĩ Thâm. Nè, Dĩ Thâm. Cậu uống được không đó? Giám đốc Phương, tôi mời anh. Được. Cậu uống nhiều như vậy. Được rồi, tôi mời bạn. Xin mời. Cạn ly nha. Uống bữa này thoải mái thiệt. Không sao, không Dĩ Thâm. Mọi người, tôi có chuyện chút, xin phép về trước. Cá sấu quá. Dĩ Thâm à? Không sao, tôi có một ít tài liệu phải duyệt tối nay. Tôi xin lỗi mọi người, tôi về trước đây. Sao giờ sớm vậy? Xin chào. Thôi kệ cô ta đi. Sớm quá vậy. Nè, mọi người uống tiếp. Xin giùm tôi nghe. Được rồi. Tôi vô liền. Tiếp đi. Tối nay Dĩ Thâm bị sao vậy ta? Cậu có biết tại sao không vậy? Làm như mặt trời mọc hướng Tây rồi. Thiệt là kỳ lạ quá đi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Chắc là như vậy rồi. Tôi thấy có cái gì đó. Kỳ này hợp đồng chắc là từ lúc cậu ấy đồng ý tham gia bữa tiệc thì tôi đã thấy hơi lạ lạ rồi. Hả? Không lẽ lại liên quan tới cô gái đó? Là cái cô khiến Dĩ Thâm đang ăn phải bỏ bữa chạy đi. Tôi cũng đang nghĩ y như vậy.
chìa khóa dự phòng lấy ở chỗ làm của cậu nè. Cậu cậy cửa phòng của tôi hả? Đâu có, tôi đạp cửa. Điều 245 của hiến pháp: xâm nhập nơi ở bất hợp pháp có thể sẽ ở tù từ 6 tháng tới 3 năm. Tôi đã đoán là cậu sẽ nói vậy. Đây, qua bồi thường dân sự đây. Sao hả? Tha cho anh em chứ. Rượu năm 1947 đó nha. Hồi nãy uống chưa đã? Uống thêm đi. Bộ này giống y như bộ ở nhà giáo sư Chu. Vậy thì chọn cả hai đi. Mua cả hai bộ để làm gì? Bộ này giữ lại để sau đem ra dùng. Cậu bị sao vậy? Là tại vì Triệu Mặc Sên hả? Biết rồi còn hỏi. Tôi chỉ bất ngờ thôi mà. Tôi cứ tưởng là bữa giờ hai người đã quay lại với nhau rồi chứ. Cảm ơn cậu đã đề cao tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi làm cậu thất vọng. Nè, tôi hỏi cậu một câu nha. Cậu hãy giải thích giùm tôi cảm giác bị gục ngã hai lần vì cùng một người con gái là như thế nào. Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đó hả? Biết tại sao lần này tôi không thương xót cậu không? Vì đây là do cậu tự chuốc lấy. Rõ ràng là hoa thơm cỏ lạ đang nở rộ trước mặt cậu. Vậy thì cần gì phải treo cổ ở một cái cây? Thế tôi nói đúng không? À phải rồi, tôi vừa mới gặp một nàng ở thang máy cực kỳ xinh đẹp. Hình như là ở cùng tầng với chúng ta đó. Cô ấy gặp tôi liền nói: xin chào, anh là bạn thân của anh Hà sao? Tôi đã quá quen rồi. Rõ ràng làm quen với tôi nhưng mục đích là tiếp cận cậu. Suốt 4 năm đại học, tôi đã gặp không ít trường hợp này. Nè, cô ấy làm nghề gì vậy? Tôi không biết. Cậu thôi đi, người ta còn biết họ tên cậu nữa mà. Từng qua mượn đồ thôi. Tôi đoán không sai thấy chưa? Cô này ngoại hình rất đẹp, nhìn có vẻ là người tốt và có nghề nghiệp đàng hoàng đó nha. Hay là cậu thử coi sao? Nếu cậu có hứng thú thì làm quen đi. Cậu đừng có đẩy cho tôi chứ. Bởi vì tôi đã có cả một vùng trời bao la. Nè, tôi nhớ cái lần khi cậu có bộ dạng này, chính là hồi học đại học. Lúc đó cậu cũng đang... Nè, rượu của tôi không phải để cậu uống vậy đâu nha. Rượu vang không có gì đặc biệt hết. Tôi đi lấy rượu trắng đây. Nhìn mặt cậu như vậy, không lẽ định uống giải sầu với tôi tới sáng sao? Bộ không được hay sao? Được chứ. Welcome back. Recent years, many giant IT companies went through the torture of antitrust accusations. This time is the current number one search engine company, INSO. According to the multiple source report, federal regulators may push forward with an antitrust case against INSO based on complaints that it unfairly tampers with search results to lower competitor rankings and harms the survival of many small enterprises. The Federal Trade Commission will start a formal antitrust investigation into INSO's business practice later. If you would like more information of the story, please click our special report on our website. How come this problem happened? Boss, your schedule is fully arranged next week. Shall we delay the itinerary? Postponed.
have to handle this issue here first. Not yours. Your couple of weeks. Số điện thoại nhà của anh đi. Kỳ nghỉ đông rất ngắn, có 20 mấy ngày thôi. Chẳng lẽ thời gian đó anh không muốn gặp em sao? Em đã hứa là sẽ nghe lời anh mà. Sự không muốn cho em số điện thoại nhà anh sao? Nó có ngon không? Ừ, dạ ngon. Vậy được. Hà Chí Thâm. Cho hỏi cô tìm ai? Chào cô Quang. Mặc Sơn.
Con về rồi hả? À phải rồi, vô nhà con ngồi chơi đi con. À không cần đâu cô Hoàng. À, con đứng đây đợi mẹ con một lát được rồi. Cô Hoàng à, mẹ của con bây giờ còn sống ở đây không cô? Bà ấy vẫn ở đây, còn đi đâu được chứ. Cái con bé này đi nhiều năm như vậy mà không thấy tin tức hỏi thăm gì hết. Mẹ con chắc cũng mong con về lắm đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, bài vẽ của con được 100 điểm. Mẹ ơi, mẹ coi qua đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ coi đây. Được rồi. Mẹ ơi, hình như con bị sốt rồi. Ừ. Có hơi nóng một chút đó. Nói ba con đưa đến bệnh viện đi. Mặt Sơn về rồi hả? Chào dì. Tối nay nấu sườn xào chua ngọt nha. Con muốn ăn dĩa sườn xào chua ngọt thật là to luôn. Thôi được, được, để dì làm. Ba con đâu rồi? Ông Triệu nói là 7 giờ sẽ về để kịp ăn cơm với con đó. Ba con thật là tâm lý, cảm ơn dì nhiều. Được, dì đi chợ đây. Mẹ, hôm nay mẹ không ăn cơm chung với con và ba sao? Mẹ không ăn. Sau này cô đừng gọi điện thoại về nữa, cũng không cần về nước. Ba của cô đã làm hỏng nửa cuộc đời của tôi. Cho tới bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể sống yên ổn rồi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy nữa, biết chưa? Con về khi nào? Làm việc ở đâu vậy? Dạ, con ở Thượng Hải. Ồ. Mẹ con lúc này có khỏe không cô? Sức khỏe của mẹ con vẫn tốt. Con về không đúng lúc. Mẹ của con đi theo đoàn du lịch của quận rồi. 5 ngày nữa mới về lận. Mẹ con đi rồi sao? Ừ. Xem ra bà ấy sống rất vui vẻ. À, cô Hoàng, bây giờ con phải đi rồi. Con khoan đi đã, để cô báo với mẹ con một tiếng. Con để lại số điện thoại đi. Dạ không cần đâu cô, cảm ơn cô. Xin cô đừng có nói với mẹ con là con đã về nước nha. Hôm nay con tới chỉ là để xem mẹ của con sống có tốt hay không thôi. Với lại, con cũng có một số chuyện cần hỏi bà ấy. Nhưng mà bây giờ, con thấy hình như bà ấy đang sống rất tốt. Cho nên con nghĩ tốt nhất là con không nên xuất hiện. À đúng rồi cô. Cô có biết mộ của ba con ở đâu không cô? Mộ sao? À cô biết đó. Thank you.
rồi con mới về thăm ba. Ba không trách con chứ? Thực ra con không muốn về nước chút nào. Có lẽ con quá yếu đuối, không chịu đựng nổi. Rõ ràng khi con đi ra nước ngoài, ba vẫn còn sống. Bây giờ lại chỉ còn là một tấm bia. Con luôn cảm thấy chỉ cần con không về nước thì có thể coi như ba vẫn còn đang sống. Con vẫn còn nhớ trước khi con bước lên máy bay, ba ấn vô tay con túi bánh quy, lúc đó ba đã lừa con. Ba kêu con qua Mỹ coi có tốt không, nếu không thì hãy quay về. Nhưng dù cho không có gì tốt, con vẫn không thể về. Hà Dĩ Thâm, ba còn nhớ anh ấy không? Anh nói muốn quay lại với con đó. Anh không muốn lãng phí thời gian cho chuyện này nữa. Anh cũng không có hứng làm quen lại từ đầu, giống như kinh doanh vậy đó. Cho nên anh chọn em. Ba thấy có được không? Thực ra con cũng cảm thấy không được. Anh ấy giỏi như vậy, lúc nào xung quanh cũng có nhiều phụ nữ vây quanh. Anh ấy có thể tìm một người tốt hơn. Đã xa nhau quá lâu rồi, đôi bên cũng thấy có chút xa lạ. Nếu tụi con tái hợp lại với nhau, có thể sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn. Trước đây con đã làm cho anh ấy thất vọng quá nhiều. Con sợ anh ấy sẽ lại thất vọng về con. Đến lúc đó lại chia tay nhau lần nữa, con không biết mình sẽ ra sao. Cứ để như bây giờ, ít ra con cũng đã quen rồi.
con sống rất tốt. Ba yên tâm nha ba. Mặc Sên, cô về rồi hả? Xin chào. Tôi về rồi, chào cô. Căn cứ theo điều 37 trong luật hợp đồng lao động, người lao động trong thời gian thử việc thông báo với tuyển dụng trước 3 ngày để hủy bỏ hợp đồng. Nhưng họ vẫn phải trả tiền lương cho bạn. Nếu họ không thanh toán thì bạn có thể mời luật sư. Cảm ơn lời giải đáp của luật sư Hà. Vị khán giả vừa mới đặt câu hỏi chắc đã nghe được câu trả lời rồi. Hy vọng lời tư vấn của anh ấy sẽ giúp được bạn. Vì còn ít phút nữa nên tôi sẽ hỏi thêm. Luật sư Hà hình như rất nhiệt tình đối với các vụ án lớn nhỏ. Có thể cho tôi biết tại sao không ạ? Không tại sao hết. Tính tôi không thích phân biệt. Nếu lỡ biết rồi thì tôi không thể làm ngơ, nên sẽ cố gắng giải quyết. Được rồi, thời lượng chương trình cũng đã hết. Cuộc phỏng vấn với khách mời xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nhưng mà hôm nay tôi thấy quý vị khán giả có vẻ rất nhiệt tình. Vừa rồi nhân viên của chúng tôi có phản ánh có một câu hỏi không liên quan đến pháp luật nhưng lại được nhiều khán giả khá quan tâm. Tôi muốn đáp ứng lòng hiếu kỳ của các vị khán giả của chương trình. Rất mong luật sư Hà không để ý. Cô cứ hỏi. Luật sư Hà, anh vẫn còn độc thân sao? Câu hỏi này thật sự không liên quan tới chuyên môn của tôi. Nếu anh cảm thấy phiền thì... Không sao đâu, tôi sẽ trả lời. Hiện tại là vậy, nhưng mà trong tương lai gần thì không. Cảm ơn luật sư Hà. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại kỳ sau, xin chào. Chị thấy sao chủ biên, có được không? Công nhận là anh ta rất hấp dẫn. Chị em phụ nữ sẽ rất thích. Được đó chứ. Tôi thấy... Ý, cô về rồi hả? Mặc Sơn à, tôi đang tìm cô đó. Có một chuyện cô cần biết. Chuyên mục số đầu tiên tôi quyết định. Đây, ước tình viết nội dung. Cô phụ trách về hình ảnh. Hai người hãy cố gắng phối hợp với nhau nha. Dạ được. Ước tình à, tôi biết là cô đang rất mong đợi được Hà Dĩ Thâm vào số đầu tiên. Nhưng anh ta không chịu phỏng vấn mà thời gian lại có hạn nữa. Hay là cô thử suy nghĩ về việc đổi đối tượng đi. Chẳng hạn như kiến trúc sư Khang Gia Niên, tôi thấy cũng nổi tiếng lắm đó. Chủ biên à, chị cũng thấy cuộc phỏng vấn hồi nãy trên TV rồi mà. Anh ấy đã làm tỷ lệ người xem chương trình này đạt một mức cao mới. Hơn nữa tỷ lệ phát theo yêu cầu trên mạng hiện nay cũng đang rất cao. Cho nên chúng ta chỉ có thể đưa Hà Dĩ Thâm vào số đầu tiên thì mới có thể xây dựng tiếng vang cho chuyên mục mới được. Nhưng mà thời gian thì... Chủ biên à, em sẽ cố gắng lần nữa. Em có một người bạn, hiện giờ cô ấy đang làm ở đài truyền hình. Vì trước đây cô ấy và Hà Dĩ Thâm từng cộng tác thực hiện chương trình rồi. Nhờ cô ấy giúp, tỷ lệ thành công nhất định sẽ đạt rất cao. Thôi được, vậy tôi sẽ cho cô thêm thời gian ha. Nhưng nếu vẫn không được thì phải chuyển đối tượng đó hả? Chị yên tâm. Được rồi, tôi đi nha. Hai người ở lại trao đổi với nhau đi. Xin cho tôi hỏi, anh đã bắt đầu sưu tập những vật dụng gia đình và đồ cổ này từ hồi nào vậy? Thiệt ra ngay từ nhỏ tôi đã thích những đồ cũ kỹ rồi. Sau đó khi vào đại học thì tôi bắt đầu đam mê chúng. Chính là thích những thứ có tuổi đời cao. Sau khi tốt nghiệp xong thì bắt đầu sưu tầm chỗ đồ cổ này. Tôi thấy việc sưu tầm những thứ đồ cổ này rất có ý nghĩa đối với nhịp sống hiện đại ngày nay đó. Có lẽ là từ đây tới chiều chúng tôi cần chụp thêm rất nhiều hình nữa. Có thể phiền anh một chút được không? Được thôi. Cảm ơn anh nhiều. Mặc Sên nè. Mặc Sên, không ngờ cả buổi sáng mà vẫn chưa xong. Chúng ta cùng đi ăn trưa ha. Nhưng mà tôi đã hẹn với bạn rồi. Cô có thấy ngại không? Nếu cô đã hẹn rồi, giờ tôi không đi đâu. Cô cứ đi với bạn đi. Không sao đâu, tôi báo cô ấy một tiếng là được rồi. Đi chung ha. Cũng được. Được, cứ vậy đi. Cảm ơn. Vậy xin đợi một chút. Chị Lệ à, đây là đồng nghiệp của em Triệu Mặc Sên, là nhiếp ảnh gia đó. Mặc Sên, đây là bạn thân của tôi, làm MC kênh pháp luật ở đài truyền hình. Chị Lệ. Xin chào chị Lệ. Chào cô. Sao tự nhiên lại nhớ tới chị vậy? Mời chị ăn bữa cơm cũng không được nữa sao? Chị biết em quá mà, cứ vô thẳng vấn đề đi.
Tạp chí của các em muốn phỏng vấn Hà Dĩ Thâm có đúng không? Đúng vậy đó chị à. Chị có thể giới thiệu em được không? Em nhớ là khoảng 2 năm trước chị từng cộng tác với Hà Dĩ Thâm thực hiện chương trình mà. Giới thiệu? Nhưng em cũng quen Hà Dĩ Thâm mà. Có lần em kể với chị đó. Nhưng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Lúc còn học chung trường, tụi em đã từng dẫn chương trình chung một lần thôi. Sau đó thì anh ấy tốt nghiệp. Bây giờ có lẽ không còn nhớ nổi tên em là gì nữa rồi. Chưa chắc đâu em gái. Những người đẹp như em sao cậu ta quên được chứ. Chị Lệ à, rốt cuộc là chị có chịu giúp em không vậy? Theo chị biết, Hà Dĩ Thâm hình như chưa có bạn gái. Em không nên bỏ lỡ cơ hội sẽ con cá lớn. Nè, cậu ta là mẫu người lý tưởng đó. Phẩm chất và điều kiện miễn chê, chị đảm bảo luôn. Chị Lệ à, đừng có nói lung tung trước mặt đồng nghiệp của em chứ. Được rồi, chị không nói nữa. Cô Triệu à, thông cảm nha. Chị em tôi thân với nhau nên hay nói giỡn như vậy đó. Dạ không sao đâu. Đúng rồi, Ước Tịnh, sao tạp chí của em lại nghĩ ra chuyên mục này vậy? Chị Lệ, nếu như trên tạp chí giới thiệu một người tốt nghiệp đại học danh tiếng, có sự nghiệp, ngoại hình đẹp lại trẻ trung tài giỏi nữa, vậy chị có muốn mua không? Mua. Chị sẽ giấu ông xã đọc. Nhưng mà chị nghĩ với tính cách của Hà Dĩ Thâm, cậu ta sẽ đồng ý xuất hiện trên một cuốn tạp chí phụ nữ hay sao? Hồi đầu mời cậu ta làm khách mời đặc biệt của chương trình, chị phải tốn không ít công sức. Dạo này cậu ta bận lắm, từ chối tham gia rất nhiều chương trình. Lần trước nhờ có cô em gái Hà Dĩ Mai của cậu ta mới gọi được cậu ta tới tham gia một cuộc phỏng vấn đơn giản, nhưng cũng chưa chắc đâu. Chắc cậu ta đang muốn khẳng định tên tuổi ở một tầm cao hơn. Vậy em có thể nhờ anh gái của anh ta giúp được không? Hà Dĩ Mai hả? Ừ. Khỏi nói. Em có biết không, cô ấy không cho ai tới gần Dĩ Thâm hết đó. Tụi chị hay nói với nhau, cô ta mắc bệnh yêu anh trai. Và hơn nữa, đều làm MC truyền hình như nhau, quan hệ cũng chỉ bình thường. Lẽ nào thật sự không còn cách nào khác? Chị Lệ à, lúc đó sao chị mời được anh ta vậy? Em phải bắt chước chị mới được. Hồi đó, 2 năm trước, chị mời Dĩ Thâm làm khách mời đặc biệt. Chị đã vô tình nghe cậu ta đứng lẩm bẩm một câu, như vậy có được gọi là đứng ở vị trí nổi bật hay không? Lúc đó chị cũng không hiểu lắm. Nhưng sau này cậu ta rất quan tâm tới tỷ lệ người xem, còn liên tục hỏi chị có phải sẽ có rất nhiều người nhìn thấy cậu ta hay không. Không hề khiêm tốn như trong tưởng tượng của chị. Chưa biết chừng cậu ta cũng thích được mọi người chú ý tới. Được, việc này chị sẽ giúp thử, có thể sẽ thành công. Mạc Sên, chiều nay chúng ta cố gắng giải quyết cho xong chuyện kia nha. Ngày mai còn làm chuyện khác nữa. Cô bị sao vậy? Không có gì. Tôi đang nhớ lại trước đây. Tôi và một người bạn từng lạc nhau ở đây. Tôi đi tìm rất lâu mới gặp anh ấy. Tôi liền dặn ảnh là nếu mai mốt lại bị như vậy, em sẽ đứng gần những bảng quảng cáo. Tại sao chứ? Anh ấy cũng hỏi vậy. Tôi nói nếu không tìm thấy anh thì em sẽ đứng ở một nơi nổi bật để cho anh nhìn thấy. 2 năm trước, chị mời cậu ta làm khách mời đặc biệt. Chị đã vô tình nghe cậu ta đứng lẩm bẩm một câu, như vậy có được gọi là đứng ở vị trí nổi bật hay không? Đó là người cô thích hả? Là người tôi rất thích. Chủ đề của chúng ta hôm nay chính là vụ án của công ty Hồng Diễn. Vụ án này chủ yếu do luật sư Hà phụ trách. Dĩ Thâm à, cậu mau nói đi. Được. Vụ án công ty Hồng Diễn chúng ta đã theo một thời gian dài rồi. Từ khi bắt đầu nhận vụ án này, vấn đề sở hữu tài sản
chúng ta đã bàn xong. Sau đây chúng ta tiến hành nghiên cứu mối quan hệ hợp tác và những phương thức hợp tác. Bị sao vậy? Luật sư Hà, cậu bị sao vậy? Anh có sao không? Luật sư Hà, cậu bị đau chỗ nào? Luật sư Hà, anh có sao không? Gọi cấp cứu. Luật sư Hà,轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪，暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？ 再一万次你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。 沿海岸线终结，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线。 终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。